Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án đó là BitGuru Claim 5 token Guru nha các bạn. Thì airdrop này nó sẽ có giới hạn là pool claim này là 10.000, cho nên các bạn cố gắng làm claim nhanh nhé. Thì ở phần này thì nó sẽ bắt đầu vào 20 giờ, thì còn khoảng 10 phút nữa thôi nhé. Thì con Guru này nó chạy trên mạng lưới Matic, cho nên các bạn cần phải có Matic và phí Matic để claim cái con này nhé. Thì Claim hiện tại thì là 5 token Guru. Thì giá Guru hiện tại là một Guru tương đương là 70 mấy USD các bạn nhá. Thì để Claim được cái con này thì các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video nhé. Các bạn copy lại, sau đó các bạn mở cái quý MetaMask hoặc là cái quý Zoo Wallet của các bạn ra. Thì sau khi các bạn mở xong thì các bạn nhớ chuyển đổi sang Mainnet. Sau khi các bạn mở xong thì các bạn nhớ chuyển đổi, các bạn tích vào đây, các bạn chuyển đổi sang mạng Mainnet Matic nhé. Các bạn chuyển sang mạng lưới Matic. Thì sau khi chuyển đổi xong thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch. Sau đó các bạn chọn vào phần mục Browser, cái mục DApp á các bạn. Sau đó thì các bạn dán cái đường link dưới phần mô tả đó vào đây nhé. Các bạn dán cái đường link dưới phần mô tả đó vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nút tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Bước tiếp theo đó thì chúng ta là Coinnet Wallet, thì các bạn nhấn vào phần dấu ba gạch thì nhiều địa chỉ quý nó sẽ tự động hiện lên chữ Coinnet, thì các bạn ấn vào nút Coinnet luôn nhé. Còn bạn nào mà nó không hiện Coinnet thì các bạn ấn vào phần dấu ba gạch này nè. Sau đó các bạn chọn vào phần một Wallet, các bạn tích vào Wallet thì nó sẽ hiện ra chữ Coinnet thôi. Sau đó các bạn ấn vào nút Coinnet với mình. Ok, thì sau khi Coinnet xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện này, là sẽ hiện ra cái địa chỉ quý của các bạn thôi nhé. Như vậy là chúng ta đã Coinnet thành công. Thì sau khi connect xong thì các bạn đợi 8 giờ nó sẽ mở claim. Thì ở phần claim thì các bạn chỉ cần ấn vào phần mục Resend Guru Airdrop thôi nhé. Các bạn chỉ cần ấn vào phần mục Resend Guru Airdrop thôi thì khoảng là gần 8 giờ nó sẽ mở, cho nên các bạn cố gắng canh nhé. Thì tổng pool chỉ nói là 10.000 Guru thôi, cho nên các bạn cố gắng canh nó. Sau đó các bạn ấn vào mục Resend, các bạn claim thật là nhanh nhé. Thì để lấy link red đấy. Thì để lấy link red thì ở dưới đây nó sẽ có cái link red của các bạn nha. Ở dưới đây nó sẽ hiện ra link red cho của các bạn này. Thì các bạn copy lại, các bạn đi giới thiệu bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mô lượt red với các bạn sẽ nhận được thêm là 3 token Guru nhé. Thì các bạn để claim thì các bạn cũng cần phải có phí Matic giúp mình nhé. Các bạn cần phải có cái phí Matic nhé. Matic này thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn các bạn là claim free con Matic rồi. Đây này, cái video lúc trước mình hướng dẫn các bạn là claim 0.001 token Matic free rồi. Bạn nào mà chưa claim sẵn thì các bạn claim đi nhé. Các bạn xem lại cái video hướng dẫn claim 0.10 Matic này thì các bạn claim đi. Rồi sau đó các bạn chờ 8 giờ các bạn vào đây các bạn claim con token Guru rồi thôi nhé. Thì ok, như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là claim con token Guru về mạng lưới Matic đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn video tiếp theo.